Như các bạn đã thấy thì hiện giờ chúng ta đang có mặt tại khu vực phòng khách nối liền với phòng bếp, và một căn hộ bàn giao tiêu chuẩn như thế này thì cơ bản như là sàn này, trần thạch cao này, điều hòa. Ở bên này khu vực bếp thì tôi thấy ngay lập tức là có được trang bị hệ thống tủ đá hoa văn sang trọng, bếp âm này, bồn rửa rất là Grandeur của Slovenia nhé. Căn hộ ao thiết kế thông minh để tối ưu hóa diện tích sử dụng. Chúng ta chỉ được thêm một bàn ăn. Vệ sinh thì các thiết bị được bàn thiết bị vệ sinh này, bồn rửa này, hệ thống vòi hoa sen, tất cả đều đến từ thương hiệu Grohe của Đức. Phòng ngủ với không gian rất là thoáng đãng. Và tôi thấy ở đây thì rồi, với một phòng ngủ với không gian rộng như thế nữa, thế thì căn hộ này nó rất là phù hợp với những người độc thân và cũng như là những cặp vợ chồng trẻ. Không gian kết nối giữa bếp và phòng khách. Còn đây bên tay trái sẽ là phòng ngủ của bé, phòng master dành cho bố mẹ, một phòng ấy tách biệt để không gian chung sinh hoạt của gia đình, và một không gian riêng tư hơn dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Mới biết thì các thiết bị bếp đã gần như là có đầy đủ hết rồi. Gia đình rất là ấm cúng phải không ấy? Căn hộ Ruby cao cấp này được trang bị hệ thống giải pháp nhà thông minh độc quyền từ VinSmart. Không gian phòng ngủ master của căn Ruby ăn cho hai chiếc tác đầu giường nữa, và đặc biệt này, bàn học này và tủ sách. Một không gian để bé có thể vừa đọc sách vừa chơi với những người bạn. Thì phòng ngủ của bé cũng có một tủ quần áo được trang bị theo tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư. Thiết kế rất là thông minh và rộng rãi. Và cách thiết kế này là một sự lựa chọn lý tưởng cho gia đình 4 người, những ai mà ưa thích cái lối sống hiện đại và văn minh.